Bây giờ cô có một hỗn hợp gồm nước và dầu ăn. Thì làm thế nào để cô tách riêng ra nước và dầu ăn? Thì các em lưu ý này, nước và dầu ăn là dầu ăn nó không tan vào trong nước. Vậy thì để tách riêng hỗn hợp nước và dầu ăn, ta sẽ dựa vào khả năng tan vào nhau. Tức là chúng ta sẽ rót cái hỗn hợp đó vào phễu chiết để yên một thời gian cho lớp chất lỏng tách thành hai lớp riêng biệt. Khi đó ta sẽ chiết, thì cái phần dầu ăn nó nổi lên trên, còn phần nước là ở phía dưới. Khi ta mở khóa phễu chiết thì phần nước nó sẽ chảy ra ngoài, cho đến khi mà chảy đến cái mức mà vạch ngang chất lỏng thì chúng ta dừng. Thì phần dầu ăn nó sẽ nằm trong phễu chiết, còn phần nước là chảy ra khỏi ngoài phễu chiết.